Rồi tiếp theo là ba cây sâm núi trái nha quý vị. Cây nào cũng đang ra trái hết trơn nha. Ba cây này có giá là 300k nha quý vị. Tỷ lệ đây. Đó. Trái của nó đây nè. Ra trái không? Đặt cây luôn á nha quý vị. Ở trên quay xuống nè. À. Cây nào cũng ra trái hết trơn nha quý vị. Chỉ có mấy cây thôi nha, không có nhiều nha. Rồi giờ để cho coi từ cây nha nè. Cây này thấy trái nó không? Trái không? Đó. Đặt cây hết trơn luôn nha. Đó. Trái ra dưới dày luôn đó nè. Rồi, một cây. Cây thứ nhất nè, cầm trên tay luôn nha, có đế luôn nè nha. Đó. Trái nè. Rồi một cây để xuống. Cây thứ hai. À, tàn thiên nhiên tỉa như vậy lâu lắm nha quý vị. Đang ra trái nè. Thấy chưa? Đó. Trái nè. Đó. Rất là nhiều nha. Đây nè. Nè. Đó. Rồi hai cây. Đi lại đây. Cây này cây thứ ba. Trái ra tới cái gốc luôn nè quý vị thấy không? Tàn trồng cho luôn nha, trái ra tới gốc luôn nè. Thấy chưa? Vậy thấy trái nó không? Đó. Rồi. Nè. Rồi, ba cây sâm núi trái. 300k nha, không khí vận chuyển nha. Đúng cây là bao cây. 3 cây. Này nó đây nè. Nè, ba nè. Rồi, xuống luôn đi con ơi.